Gần 100 phụ nữ cao tuổi ở Hà Nội sập bẫy tour tham quan không đồng, được một đơn vị mời tham quan miễn phí tại Lạng Sơn, 83 phụ nữ cao tuổi tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã hồ hởi đăng ký tham gia. Thế nhưng, khi đến Bắc Ninh, những người này đã bị răng bẫy lột sạch tiền, cay đắng quay về Hà Nội. Sự việc đã xảy ra hơn một tháng nhưng mỗi khi nhắc lại, bà Đặng Kim Oanh, 70 tuổi, cư dân cụ 12, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn không kìm được những giọt nước mắt ấm ức. Tôi là giáo viên về hưu, sau khi sự việc xảy ra, nghĩ đến việc bị những đứa chị tầm tuổi con, tuổi cháu mình lừa, vừa uất nghẹn, vừa buồn, bảo Anh cho biết. Khoảng giữa tháng 10 năm 2022, Bảo Anh cùng các cụ là phụ nữ cao tuổi tại phường được một nhóm người lấy danh nghĩa một công ty mời đi tham quan miễn phí một ngày tại Bắc Ninh và Lạng Sơn, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10. Tổng cộng có 83 người đã đăng ký tour du lịch không đồng này. Sau bữa trưa, cả đoàn được một nhóm người giới thiệu các sản phẩm dược liệu với thông tin các sản phẩm chỉ tặng không bán. Tuy nhiên, đám người này lại nhờ những người tham quan giả vờ bỏ tiền ra mua hàng để quay phim, chụp ảnh. Quay chụp xong sẽ tặng quà và trả lại tiền. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, thì mọi người đang tất bật cho quà tặng vào các túi sách và chưa kịp nhận lại tiền, nhóm người trên sân khấu đã biến mất. Các thành viên còn lại trên xe số 3 đã yêu cầu tài xế đưa đến công an thành phố Từ Sơn tường trình sự việc. Được biết, nhận được trình báo của các nạn nhân, công an thành phố Từ Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra. Các nạn nhân vẫn đang nóng lòng chờ kết quả nhưng đã hơn một tháng, sự việc vẫn chưa có hồi đáp.